Thầy Trung lịch sử gọi thì tụi em trả lời. Đồng khởi 2020, let's go. Và tiếp nối phong trào đồng khởi 2020, tự giác ứng chiến chẳng cần ai trông ai mong. Sự thật quá khứ thì người xưa đã chứng kiến, chuẩn bị trước hay ứng biến, lấy lẽ tự hỏi sai hay không. Chữ phân biệt vùng miền xong lại đi nhắc Nam Kỳ là sao? Bắc Nam một nhà cho nên ai cũng là Việt Nam mì. Câu trước đã câu sau người nghe vẫn cố dịch thử, vậy cứ để thằng miền Nam này nhắc cho mày nghe lịch sử. Đại hội lần ba cũng đã nói sự sắc tốn bao nhiêu mực viết, trong câu cuộc của nước miền Nam có vai trò quyết định trực tiếp. Củ Chi nơi đất thép thành đồng, địa đạo vẫn chưa bị mai mòn, đâu phải ngẫu nhiên mà lại vang danh cái tên là biệt động Sài Gòn. Được phép vì miền Nam ruột thịt để cho thế hệ trẻ đi sau, tượng đài chiến tích vẫn còn đó, chúng mày định phủ nhận đi đâu? Suốt ngày xe tăng hút cổng vượt lên cả đống xiềng giam, nhưng trên xe lại là cờ cổ mặt trời giải phóng miền Nam. Sự thật đã được dẫn chứng đã chỉ rõ ra lắm rồi, ngu xưa còn tỏ ra yêu nước thôi thì là yêu nước mắm rồi. Thành quả không có riêng ai, dù cho khó gì vân vân, 30 tháng 4 là chiến tích huy hoàng của toàn thể nhân dân. Tới đâu năm 75 trong tù đu càng có bắt 54 như vậy mới đâu. Trong chữ ngu thì có chữ gì, nhưng trong tên mày chữ không tao không thấy. Mày vừa học ở Đức, trình độ tao là thứ mày mong lấy. Có khen một sự thì hãy nhớ đến công tao, phá hoại xe bằng ngu dốt, cũng nhìn tình thêm một phần sông sáo. Một Việt Nam trong huyết quản tôn thờ lá cờ đỏ sao vậy, chưa đeo đi phân biệt như chú vị và mấy thằng Việt Giang.